Giám khảo nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc ạ. Chào em, Mỹ Nhung. Sức khỏe tốt quá ha. Hôm nay sức khỏe tốt. Nói như thế này nè, nhắc lại thì có thể là khán giả hoặc cũng không nhớ cái bố cục và sân khấu như thế nào. Khi mà mở màn ra em ngồi, phải nói mấy anh tại phim trường này làm đẹp lắm, hình ảnh rất là đẹp, anh ngồi quay tơ, cái sân khấu đẹp thiệt đẹp, bắt buộc người ta phải dịch và lắng nghe và xem em coi và lắng nghe của em nói gì, bắt đầu vô trích đoạn. Em thì lên sân khấu rất là sáng, rất là đẹp. Nhưng mà vô ca, anh nói là cái tất cả các bài hát của mình đó, với cái ngũ cung của nó phải chín mới được. Em vô sân chiều đúng không? Em hát rồi bắt đầu em mất tập trung, xong em vô, bắt đầu vô, vô nghiên kiều, bắt đầu vô tới cái nhịp đầu đó, là em làm như em muốn bị gấp chữ. Em hiểu không? Cố gắng hát bài hát lẻ như thì tập trung vô nó mới hay, mình nhập tâm vô nó mới hay, đúng không? Em lên Nga đó, bây giờ nè, anh hỏi thiệt nè, cái lúc mà từ cái em thường thường ở dưới nhà, như em đi hát show đó, em hát dây gì, dây đào hay là xe đào? Em ít đi hát lắm, nhưng thường em hát dây đào bình thường thôi, chỉ mấy cái bài nào mà tình cảm thì em mới hát dây đào. Từ đó cho đến cái cục hơi của mình đó, nó không có chuẩn. Ví dụ như em về thì sau này em có thời gian học thanh nhạc đi, em học nhạc lý đi, tức là mình hát dây nào một dây thôi, nó không phải như thể loại thanh nhạc, đúng không? Nó mặc định mình cái dây xề là xề đào, là xề đào dây, tức là mi, rê là rê, đào là đào. Nó mỗi lần mình hát là nó thay đổi cái trạng thái của cái thanh quản mình sao được, phải không? Bắt đầu từ tất cả câu của em hát á, vô là bắt lòng câu của nó bị cao dây không? Tất cả đều cao, cao, nó kỳ, nó khó chịu lắm. Thật tình á, nhìn thấy em, mà em thật tình em hát mà em không có kìm lại được. Tại vì sao? Trong cái cách diễn xuất của em á, bắt đầu tới cách diễn xuất của em, đối với em, một thí sinh không chuyên, mà đối cái chương trình này, theo như anh xác nhận và anh đứng ra anh bảo đảm về mặt diễn xuất, anh chấm điểm em tuyệt đối. Tại sao? Đối với người thí sinh chung dạng như vậy là quá hay, quá giỏi rồi. Em với Hoàng Nghi là quá giỏi rồi. Diễn như vậy là chung dạng như vậy là đối với anh là tuyệt đỉnh rồi. Đó. Cho nên về mặt diễn xuất thì anh không nói. Nhưng mà về phần tâm lý của nhân vật á, anh phân tích cho em nghe. Em rất là vui tươi với cái đẹp, anh Võ Minh Lâm nó ra sáng lắm đó, em nó cuốn hút, hai người nguyện với nhau rất là đẹp. Nhưng trong sâu thẳm của tình yêu á, anh không thấy một cái gì đó, anh nhìn thấy chỉ đó là hình thức thôi, chứ tình thích ông em không có đọc thẳng trong trái tim của người bạn diễn của em. Tức là hai cặp mắt không có nguyện nhau, tất cả những gì nó đều nó không khớp với nhau. Em chỉ cười thôi, mà trong thâu thẳm tình yêu thì không có. Thì không có làm sao em hát được, có cảm xúc được. Không có thì tức là biểu cảm trong cách hát không có, cảm xúc trong bài hát cũng không có. Em chỉ là biết ca, chỉ ca thôi. Một cái đó là mình ca một bài giọng cổ nó khác. Cho nên có cái chúng ta phải nên nghiên cứu ca và diễn nó phải đi đâu ha. Rồi anh nói những cái bài ca dân cổ này, đó thì nó từ cái dây đó, bắt đầu từ cái dây ra, bắt đầu nó đi nữa luôn rồi đó. Nó cứ vô dòng cổ nó cũng cao hơn, rồi lòng câu lòng bản nó cứ chích, cứ mấy anh chỉ nhìn ra ngoài nó. Còn mấy em nhịp á thì khỏi bàn đi, quá tốt đó. Giọng thì quá đẹp rồi, nhưng mà việc cách hát xử lý phải xem lại, cố gắng nha, nhiều lần lắm đó nha. Rồi chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn những nhận xét và cũng như là những lời nhắc nhở của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc. Và sau đây xin được kính mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam ạ. Chú góp ý còn không có mấy cái.
từ hôm bữa tới nay đó, con diễn là chú rất là hài lòng, rất là tốt, ca cũng tốt, diễn cũng tốt, nhịp nhàng rồi này kia nọ, nó hay lắm. Bởi vì chú mới nói hỏi chứ có phải là diễn viên cải lương chuyên nghiệp không? Diễn rất hay, nhưng mà bữa nay hình như là con làm chú bị thất vọng. À, chú có cảm giác, chú có cảm giác gì đó. Một là ca diễn thì tốt rồi đó. Diễn thì tốt, nhịp nhàng tốt, nhưng mà ca bữa nay không hay. À, một là con chủ quan đi cái hơi của mình, thấy không? Mình ca cho nó cao lên thế này thế khác, nó không phải đâu. Cái giọng cổ nó nằm ở trong cái khung khổ của nó là ca cho nó mùi. Mình cái giọng của mình, cái chất giọng của mình nó hay rồi thì mình ca cho nó mùi. Chứ như cái bài hồi nãy đó, là cái Lý Ba Chi phải không? Lý Ba Chi đầu á, con cũng bị vô cao quá dứt cái nó giới lên vậy nè, thì vô giọng cổ nó bị cao liền, nó bị giới liền đó. Là cái bài con đang ca đó. Nhưng mà diễn thì rất là tốt, ca có cảm xúc gì cái bài ca, cũng như chú nói nãy, ca có cảm xúc, con ca có cảm xúc, có diễn trong bài ca, lời ca đó. Nhưng mà vô cái đầu là nó bị không hay, nó bị giới. Hai nữa là cái trích đoạn hồi nãy là con vô giọng cổ nó cũng bị chinh dây, nó chinh dây. Thành nữ con phải rút kinh nghiệm, mình đi hát thì cũng đừng có chủ quan, đừng có chủ quan mình. Cái hơi của mình bữa nay vậy, mai nó khác, thời tiết nó cũng khác, thấy không? Thành nữ mình sao mình thủ sao cho cái độ an toàn của mình có là được, thấy không? Bữa hôm qua mình bắn lên được, nhưng bữa nay nó khác. Thì mình phải hết sức bình tĩnh, ca sao cho có cái độ an toàn, đừng có chủ quan mà bắn cao cái đó. Thì một là nó không có mùi, nó mất mùi đi, nó mất mùi. Hai là nó dễ bị phô dây đó, nó dễ phô dây đó. Chú góp ý mấy cái rồi con rút của niệm. Chúc mừng. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhân dân Thanh Nam. Và cuối cùng xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chào em Nhung. Chú Thanh Nam và anh Trọng Phúc đã nói cũng gần như là đầy đủ rồi. Chị Mỹ có mấy cái chị Mỹ nói thêm ha. Thật sự là em có cái giọng rất là ngọt, giọng nó nhẹ, nhưng mà vì giống như anh Phúc nói, cái cột hơi em chưa có chuẩn, cho nên nhiều khi em đang ca giọng cổ đang mượt mà, cái là em loạn chọn, em không có giữ được cái cột hơi của mình cho nó vững á, cho nên em bị lạng, làm cho xuống giọng cổ hoặc là trong lòng câu đôi lúc ấy, nó bị non, nó chinh chinh chút xíu, làm cho người ta nghe rất là khó chịu, không? Từ cái giọng cổ rồi cái tới phụ hoàng em cũng bị nữa, cho tới lúc mà Lý Con Sáo á, phần sau em đi vô em thay áo á, xong em trở ra thì tới lúc đó cái giọng của em nó mới chín lại. Chị thấy em là mới ca là nó ngọt ngào và nó mượt hơn cái khoảng đầu của em. Còn cái khoảng đầu cũng bị loạn choạng lắm. Mà chị Mỹ nhắc em đây nè, mặc dù ở đây là cuộc thi giọng cổ, em phải ca, còn tụi em á là một những thí sinh, cho nên là diễn thì chị Mỹ không bắt lỗi là tụi em phải diễn cho hay, cho phải xuất sắc như bằng diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng bên cạnh đó các em đã được huấn luyện viên chỉ dạy cho các em để các em ca ở trong cái nhân vật. Cái phần thi trích đoạn của em á, em ca giống như là em không có hồn, em ca cho tròn thôi. Chứ nếu mà nói về ca để cho sâu sắc, chưa thấy được cái tâm lý em yêu người chồng, chưa thấy được cái sự đau đớn khi phải bị xa chồng rồi phải đi về trời, chưa có thấy được cái sự mà xót xa đau đớn trong cái câu ca của em đó, em thấy không? Thành ra là quan trọng lắm, mình ca là phải có cảm xúc. Nếu mà có diễn nhân vật thì mình phải ca cho cái nhân vật của mình, thì mình mới dễ truyền tải đến cho người nghe và người xem được cái nhân vật mà mình diễn. Cái đó là chị Mỹ nhắc để em rút kinh nghiệm, để sau này có bước ra đi hát thì mình rút kinh nghiệm những cái đó để mà mình ca cho nó mượt mà, cho nó ngọt ngào và nó tràn đầy cảm xúc hơn. Rồi cái phần thi ca cổ của em
thì số giọng cổ em cũng thấy không? Chị Mỹ và Anh Phúc phải xây qua là hết hồn cho em. Giống như là tròn thì tròn nhưng mà nó vẫn nó một tí xíu, rất là ổn. Cho nên là mai mốt á, cần phải luyện thanh nhiều hơn nữa để cho mình khi mà xuống giọng cổ, cai giọng cổ mình đừng có bị loạn choạng. Nhịp nhàng thì em sắp rất là đẹp, rất là tốt. Và trong cái bài ca cổ của em thì em cũng có diễn đạt trong cái lời ca bài hát của bài hát muốn nói gì. Thôi thì chị Mỹ có đôi lời gửi đến em như vậy thôi. Chúc mừng em. Cảm ơn phần nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thái Mỹ.